Dạ vâng, lần đầu tiên em xin cảm ơn thầy Tô Nhật và tất cả anh chị. Một tràng pháo tay cho cả chúng ta đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị mong muốn có một năm mới, một năm 2023 thành công hơn, hạnh phúc hơn ạ? Xin một giơ tay ạ. Và đâu là chìa khóa để thành công trong 2023? Đó chính là leadership. Các anh chị có biết không ạ? Cái từ leadership nó cũng bao gồm 10 chữ cái. Nó chính là phẩm chất của nhà lãnh đạo đấy ạ. Đấy, em rất biết thầy, thầy nói về 10 phẩm chất rất tuyệt vời ạ. Thưa cả nhà, số 1, khi chúng ta nhớ về lãnh đạo thì chúng ta liên tưởng điều gì ạ? Đó chính là một người có tầm nhìn lớn ạ. Giống như thầy Tô Nhật chúng ta đúng không ạ? Một người có tầm nhìn lớn, một người có trí tuệ, có năng lực và một người có đầy sức mạnh và có tình yêu thương để giúp đỡ không chỉ cho Việt Nam và cả thế giới này đúng không ạ? Đấy là số 1 tầm nhìn. Và số 2 là lãnh đạo là gì ạ? Có khả năng trao quyền. Trao quyền đó chính là nhân bản chính mình đó. Làm sao mà mình trao quyền cho nhân viên được, làm sao để cho đội ngũ mình hoạt động tự động được ạ? Thì rõ ràng là đội của Đắc cũng giống nhiều đội anh chị đây, là Đắc liên tưởng đến thầy Tô Nhật rất là nhiều vì thầy đang là nhân bản, ở đây là nhân bản doanh nghiệp. Tiếp theo số 3 là nhà lãnh đạo cần có gì ạ? Chính là làm gương cho cả nhà. Lãnh đạo tạo gương ạ. Thì mình không thể nói những điều mình chưa làm được, mình không thâm thể nói dối được, mà mình phải là gương, là hình mẫu ạ. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã trải nghiệm rất nhiều khi chúng ta đã làm gương đúng không ạ? Chúng ta đã làm gương khi nó vượt qua thử thách chính mình đúng không ạ? Và số 4 đó chính là sự kỷ luật tất cả nhà. Như thầy Tô Nhật vẫn nói rằng là một quốc gia có hiến pháp đúng không ạ? Doanh nghiệp có nội quy quy chế đúng không ạ? Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta như thầy nói trong bài giảng hôm trước là gì? Chúng ta muốn lãnh đạo chính mình chúng ta phải có cái gì ạ? Luật cho danh dự của chính mình tất cả nhà. Đó chính là kỷ luật, luật danh dự chính mình ạ. Đó là số 4 và số 5. Đó là sự công bằng đúng không ạ? Lãnh đạo phải biết công bằng tất cả nhà. Đặc biệt là gì? Trong lớp 7 bước bán hàng của Vua Sư Tử, thầy đã nói rất rõ là gì? Cái phần bước 7 nó chính là mình phải biết phân chia cái lợi ích ra. Đó chính là sự công bằng của nhà lãnh đạo. Và tiếp theo là số 6 ạ. Lãnh đạo thì đương nhiên là phải biết giao tiếp tốt thôi cả nhà. Giao tiếp tốt là năng lực tuyệt vời lãnh đạo. Và chúng ta đã học bài học gì ạ? Đó chính là biết khen ngợi người khác, ghi nhận người khác đấy ạ. Đấy là số 6. Và số 7 là chính trực thưa cả nhà. Chính trực là gì? Đơn giản là mình nghĩ, mình nói, mình làm nó khớp nhau, không thể nghĩ một đằng nói một nẻo được. Thì lãnh đạo luôn là người chính trực ạ. Ok ạ. Và số 8 đó là gì ạ? Bao nhiêu chị hôm nay có trải nghiệm tuyệt vời? Chúng ta có trình 18 cây leo núi ạ. Đó là sức khỏe của nhà. Lãnh đạo không thể không sức khỏe được. Nếu chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không thể truyền cảm hứng được đúng không ạ? Đó là số 8 sức khỏe. Và số 9 đó là sự quyết đoán của cả nhà. Lãnh đạo phải năng lực quyết đoán của cả nhà. Phải dám nghĩ, dám làm đúng không ạ? Phải biết làm gương trước ạ. Đó là số 9 là quyết đoán. Và số 10 đó chính là truyền cảm hứng của cả nhà. Hay đó chính là như thầy Tô Nhật mà nói rằng thầy có ước mơ là trở thành nhà đào tạo đẳng cấp quốc tế thưa cả nhà. Chúng ta hãy nỗ lực học theo thầy để chúng ta trở thành nhà đào tạo đẳng cấp quốc tế đúng không ạ? Đó là xin hết ạ, xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Tuyệt vời.